Đầu tiên Lan Khuê xin được gửi lời chào đến quý vị độc giả của Ngôi Sao Chấm Nét. Hôm nay thì Lan Khuê sẽ cùng với mọi người khám phá một ngày làm việc của Khuê sẽ như thế nào. Hiện tại thì Khuê đang có mặt tại văn phòng công ty của mình. Sau đó mình sẽ tiếp tục giải quyết một số công việc trước khi đến một cái sự kiện rất là đặc biệt tối nay của Ngôi Sao Chấm Nét, đó chính là triệu tập cưới. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why. Như mọi người biết là hiện tại thì Khuê đang có một cái chuỗi hệ thống để chăm sóc sức khỏe của mẹ và bé thì cũng tương đối thành công trong cái mục tiêu mình đề ra. Con lắm, con chuột nè, con rắn nè, con nhện, chỉ có con rắn là sợ nhất. Mới tới hôm qua luôn, mới coi tập đầu tiên Siêu Mẫu Việt Nam. Mình thấy là cả Hương Giang và Kỳ Duyên đang làm rất tốt vai trò của mình. Thì mới vòng đầu tiên là vòng chọn thí sinh thôi. Còn tới những tập kế tiếp thì mới xem là khi mà dẫn dắt các bạn thì mọi người thể hiện như thế nào. Thực ra thì món quà không bất ngờ bằng cái cách tặng, cái không gian mà người ta đã cố tâm, người ta chuẩn bị để tạo bất ngờ cho mình thì đó là cái điều mà mình sẽ ấn tượng nhất. Người ta nói về khung cảnh thì tự nghĩ ra cái gì đi. Hiện tại thì Khuê đang nghỉ trưa, ăn trưa chút xíu trước khi mà mình đi làm tóc, chỉnh lại make up để chuẩn bị cho show diễn tối nay. Ngày đây Khuê đang uống dừa và đang trong quá trình nạo dừa. Lan Khuê vừa mới xong cái phần thay đổi kiểu tóc và chỉnh trang lại make up một chút xíu để chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Là Lan Khuê sẽ trình diễn trong một bộ sưu tập cưới của một người thiết kế trong hội trợ triển lãm của Ngôi Sao Chấm Nét. Và hãy cùng theo Lan Khuê để xem buổi tối hôm nay Lan Khuê sẽ trình diễn như thế nào nhé. Light up the sky, we disappear and pass the crown. Nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn.